Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, như thường lệ giờ phút này huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kỳ giảng này là kỳ giảng thứ 33, và huynh đệ mình bữa nay cố gắng cho nó kết thúc cái chương thứ 14, để rồi tuần sau mình qua chương thứ 15. Bởi vì chương thứ 14 này rất là quan trọng mà chúng ta học liên tục mấy kỳ liền. Thưa quý vị, thì tuyệt vời, cái lý đạo sâu sắc lắm. Chúng ta đừng có đòi hỏi cái gì mà nó nhiều hết trơn á. Chúng ta học cứ đúng cái vai trò, cái sự học tiếp nhận bằng cái căn cơ nhận thức trình độ của mình, thì mình thực tập tu nó rất là dễ dàng. Cái chương này nó rất gọn, mà tại sao mình phân tích mấy kỳ, thưa quý vị? Bởi vì xưa nay mình cứ quan niệm thế nào là thiện, thế nào là đạo. Bởi vì có khi mình đi đi cả đời, đi cả một một quãng đời của mình mà mình không biết sao gọi là thiện, sao gọi là phước, sao gọi là tội, sao gọi là ác. Rồi mình đến với đạo thì mình cứ không biết sao gọi là đạo, sao để cho nó hợp, nó hợp với lẽ đạo. Dạ, xin lỗi các vị. Dạ, alo alo Hiện tại không thầy? dạ thưa phải à, Dạ con tên Hiếu thầy. dạ thưa có việc chi rồi cần thiết không thưa đạo hữu? Dạ không, con hôm qua con tối rồi con mới coi cái bình luận của thầy đó. Dạ. Con muốn biết nữa thầy, con nhờ bỏ phong con báo cho tôi. Rồi con 2 buổi rồi. Rồi cái tối này con mới Dạ. sao con lên kênh YouTube con nghe thầy nói về cái Dũng lời lời dối đó thầy. Con biết Dạ. Dũng lời dối thầy biết hả? Dạ thưa được biết. Thầy thầy đừng dạy con, dạy con còn nhỏ tuổi thầy ơi. À, bây giờ đạo hữu có thể quan hệ cho tôi 1 giờ đồng hồ nữa tôi gọi đạo hữu nghe chứ. Tôi đang giảng cái kinh buổi sáng nay đó. Dạ quan hệ cho tôi ta đúng 9:30 tôi gọi nghe. Dạ rồi. Dạ 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 kính thưa quý vị, thì trở lại cái vấn đề là thế nào gọi là tối đại. Tối đại nghĩa là cái đường tu mình nó đạt tới cái nơi, cái chốn, đạt tới cái lý tưởng, tới cái mục đích thâm hậu. Nhiều khi mình đến với đạo, bất cứ là một đạo nào, nhưng mà mình chỉ đứng ở ngoài cái đạo, ở bên ngoài mình chỉ nhìn vào, chứ mình chưa có thực tế đi đến con đường đạo thực chất, bước vào bên trong. Mà cái đạo Phật chân thật là cái đạo phải bước vào bên trong, bước vào chạm mặt với cái tâm thức, mà tâm thức bất động, nhận rõ ra cái tâm thức chính mình. Còn những cái tâm thức mà vui buồn phải quấy hơn thua vinh nhục, đó là những cái tâm thức bồng bềnh sanh diệt. Thì giai đoạn đầu các vị nhớ rằng là với cái hình thức mang đậm cái tinh thần lão trang á, thì chính các Phật tử đạo hữu cũng có hỏi tôi nhiều lần, nhờ tôi phân tích cái câu là đạo khả đạo phi thường đạo đó.
Cái câu này là nổi tiếng trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Chính người Lão Tử cũng nói đạo mà nói được thì cái không phải là cái đạo. Mà ở trong này thì lại đối với cái nhà Phật thì có danh từ là tối đại, như là đạo mà phải đạo, đạo tuyệt đối cơ. Nghĩa là họ họ đến Phật, họ hỏi rằng Đức Phật là thế nào là đạo, đạo mà đạo thông suốt. Cho nên chữ đạo này có nghĩa là tối đại. Cho nên Đức Thế Tôn trả lời là thực hành chánh đạo giữa sự chân thật là thiện và chí nguyện với đạo là cực lớn, đó là chỗ tột cùng, đạt đến cái chỗ tuyệt vời. Như vậy là hành đạo là thủ chân. Như vậy trước hết chúng ta muốn hành đạo, chúng ta phải thủ chân. Thủ là giữ, chân là chân thật. Đức Phật dạy đầu tiên là thực hành chánh đạo, là thủ chân, là con đường đạo. Dĩ nhiên không có nhiều, chỉ có một mà thôi. Và chỗ tột cùng của sự thể hội đạo là duy nhất. Làm thế nào quay trở lại nhận diện được cái thể không sinh không diệt của chính mình, là tâm Phật của mình. Nhưng trên con đường tìm về căn cơ nghiệp thức của chúng sanh á, nên con đường đi vào đạo có nhiều ngõ ngách, có nhiều bước. Vì mà bước đầu tiên của chúng ta là cần hành thiện. Cần hành thiện là làm sao cho cái tâm thức của mình nó luôn phát triển về cái mặt tích cực. Ý niệm lành nó luôn có mặt với mình. Vì mà với tinh thần của Phật giáo phát triển á, mới đưa ra một điều gì là tâm Phật ở chỗ tột cùng của đạo là tương ưng với chân, với thiện, với mỹ. Có nghĩa là tương ưng cái tâm tâm lành đó, nó phải đạt đến sự chân thật, nó đạt đến cái đẹp, đạt đến cái lành, hoàn toàn hợp với đạo. Cho nên thường thường chúng ta xưa nay cứ ai cũng nói chân thiện mỹ, nhưng mà cái kẻ làm bậy họ cũng nói chân thiện mỹ được. Nhưng chân là chân thật, thiện là cái lành hoàn toàn, mỹ là cái đẹp. Cái đẹp thì nó đẹp bằng ở tâm hồn, nó đẹp bởi bởi con người chúng ta không không có sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Có nghĩa là nó không có mắc gì phần đạo đức, thì cái đẹp nó mới gọi là chân thiện mỹ. Nhưng mà tự nhiên cái đẹp chân thiện mỹ mà nó mất phần đạo đức, mà nó chỉ tô điểm ở bên ngoài, lè lẹt bên ngoài, dựng cảnh bên ngoài, cái đó không phải là chân thiện mỹ. Chân thiện mỹ đó là chân thiện mỹ của tục đế. Mà tục đế thì ta dùng nhiều danh từ khác, chứ ta không ai mà dùng mấy danh từ dày chi cho nó mệt mỏi. Còn cái chữ chân thiện mỹ của đạo Phật thật sự đó nó hay vậy đó. Nhưng mà biết bao nhiêu người họ lạm dụng, họ sống cuộc đời họ đầy dẫy những tham vọng, những dâm dục, những thực dục. Vậy mà họ cứ họ họ cho đó là chân thiện mỹ. Như vậy thì cái chân thiện mỹ đây đó, ở một mức độ nào đó là ta đạt đến sự toàn vẹn, chỉ cần có trong tâm sự tri ân thôi, tự nhiên đã nghe lòng tràn đầy hạnh phúc. Lòng mình mà thương yêu rộng mở, có niềm kính trọng mọi người thì mình cảm nhận được hạnh phúc liền à. Nói gì thì nói chứ con người mình á, trong tâm mà nếu chúng ta có sự tri ân thì chúng ta thấy chúng ta an lành. Còn nếu trong tâm ta mà đá cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp, ăn cháo đá bát, là chúng ta thấy cảm thấy trong lòng ta nó bất an, nó lo ngại. Bởi vì cái sống trước á, nó dồn sống sau, nó dồn sống trước, rồi nó cứ nó sống nó dồn tới vậy, thành ra mình lần sống giữa mình sợ lắm. Vì vậy mà tôi nhắc tôi cũng như chắc cho chư huynh đệ là mình trước mắt mình phải có sự tri ân.
Cái đạo đầu tiên là sự tri ân. Tri ân gì? Tri ân công lao sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, công lao dạy dỗ giáo hóa của thầy cô, của các bậc tiền bối tổ sư, công lao của những người đã từng làm ra mấy miếng cơm manh áo, công gia, công lao của hồn thiêng dân tộc, tổ tiên nội dòng. Nếu cái những cái điều đó mà mình không làm được thì mình không có nói cái gì xa hơn được hết chứ. Mà công lao đối với ông bà cha mẹ tổ tiên sinh thành dưỡng dục là như người xưa họ thường nói đó, là hãy xem giọt nước mái nhà, giọt trước nhiễu như thế nào, giọt sau nhiễu như thế ấy. Cái bằng hiếu hiếu tử hoàng sanh hiếu tử, ngỗ nghịch hoàng sanh ngỗ nghịch nhi. Con người mà có hiếu là sẽ sanh ra những người con sau này có hiếu, còn người mà bất hiếu ngỗ nghịch thì sẽ sanh ra những người con ngỗ nghịch vô nghị. Vì sao? Cho nên vì vậy mà mình trước mắt phải thể sự tri ân đối với ông bà cha mẹ tổ tiên. Dù rằng đối với tinh thần nhà Phật là cái đạo lý nhân quả nó cùng nhau quan trái mới gặp nhau trên trần đời này, nhưng mà cái việc đó là cái việc sâu xa hơn, còn ở cái việc cạn hơn là hãy đã có người, là có lý trí và phải biết yêu thương kính trọng ông bà cha mẹ tổ tiên. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là phải quý sự dạy dỗ giáo hóa của thầy cô, của tổ sư lịch đại, cho bất cứ ngành nghề nào, cho tới đạo cũng phải có thầy và dạy. Không thầy đố mày làm nên là cái câu mà xưa nay tiền nhân mình không bao giờ bỏ sót, hay là muốn qua sông phải bắt cầu kỳ, cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy, hay là tôn sư trọng đạo, hay là nói xa hơn là mộ gì đó, phải kính thầy mới được làm thầy, của lời của tiên sinh Nguyễn Đình Chiểu nói đó, kính thầy mới được làm thầy, mấy phường bội phản sau này ra chi, mồ cha những kẻ vô nghì, dầu cho nó sống cũng chẳng làm gì đến thân. Đó là những câu nói của ông bà mà tôi luôn hằng ghi, để tôi mỗi lần tôi nhắc đi nhắc lại, mong mỏi rằng để lại cho cháu con ngày sau còn nghe những cái âm vang đó. Muôn đời vào xã hội tiến hóa tới đâu, dân tộc Việt Nam mình nó có thăng trầm, nó có thay đổi tới đâu, nhưng mà lời của các bậc đạo đức của ông cha mình không thể bỏ sót được. Vậy mà tôi nhắc lại cho đại chúng ráng mà giữ gìn những cái câu danh ngôn, những cái câu mà vô cùng đạo đức của tổ tiên ta, nó cũng là đạo, để dạy cho con cháu ta, cho trước mắt nó có sự tri ân, để cho nó có tràn đầy hạnh phúc. Lòng mình mà thương yêu rộng mở, có niềm kính trọng thì mọi người cảm nhận được cái sự hạnh phúc đó. Còn tâm thức ta nếu mà nặng nề, ô uế thì còn ta đến với đạo rất khó. Nếu ta đến với đạo mà ta chấp chứa, ta thù hận, ta buồn phiền, ta kiêu ngạo thì ta không thể dung nạp, ta không thể tiến thân trên con đường đạo được. Cho nên thì vậy mà chúng ta phải dọn lòng. Nếu như chúng ta thấy rằng chúng ta còn nhiều cái bất an, nhiều cái khó chịu thì chúng ta đừng có mặt với đại chúng. Chúng ta âm thầm, chúng ta sống với cỏ cây hoa lá. Chứ tôi bây giờ tôi thấy là tôi là người nhà quê, tôi học hành có giới hạn, tôi không thích, tôi không khả năng tìm đến chốn đế đô, cho nên giờ giống như là tôi ẩn nhạt kìa. Phải thờ thì tôi đến cho có mặt, không phải thờ thì tôi gác núi, gác chân ở mấy núi chân rừng, tôi ngồi tôi nhìn qua rơi lá rụng, nhìn suối chảy thông reo. Hồi nhỏ hăng sai lắm, đụng chuyện gì cũng quyết chí nhào ra, gạt bừa, giếng người này nọ để nhào ra. Nhưng bây giờ không có, giờ lại nó qua cái giai đoạn đó rồi. Cho nên phải thờ thì xuất đầu lộ diện, không phải thờ thì tréo chân nơi mé núi chân rừng, có một mình thầm lặng ngồi nhìn qua rơi lá rụng, rất là đạo. Điều ngữ thì minh giai đạo lý, xương đầu diệp lạc, thị thiền na. Làm sao mà mình thấy tiếng kim kêu, tiếng suối chảy, đó là đạo lý. Bởi vì là pháp tánh,
Pháp tánh nó nghĩa là bản tánh tự nhiên, nó im lìm, nó trôi chảy. Thì cái con người tâm thức chúng ta cũng như vậy, không có chuyện gì phải sống động. Cho nên đôi khi đến với đạo tu tập lâu thì có khi ta quên, ta tưởng đâu vậy là tu được, cho nên tâm thức của ta từ từ đóng kín lại. Thì vậy cho nên vô tình cái bản ngã của người tu lâu thì lại bản ngã càng lớn. Hơn nữa mà nếu như ta được nhiều người quý trọng, nhiều người mến mộ, nhiều người khen tặng, ta tưởng đâu ta là người tu giỏi, là người chịu trách nhiệm lớn lao, gánh vác vĩ đại. Bây giờ đó, khác nào ta cái bản ngã ta được nuôi lớn từng ngày. Đó là những cái dụng dại của người tu thường mắc phải, dầu là người thế gian hay là người xuất thế gian. Vậy mà các huynh đệ nhớ, càng tu, càng sống lâu, càng dễ dãi, càng thoải mái để dạy dỗ con cháu, chứ đừng có càng càng già càng cay nghiệt, càng khó khăn để không đứa trẻ nào nó dám gần mình hết trơn á. Rồi đó là cái sai lầm. Cho nên chúng ta đừng có xa rời ba cái định mức tiêu chuẩn, đó là chân, là thiện, là mỹ. Là càng tu chúng ta càng an ổn hơn, càng vui vẻ hơn, càng hạnh phúc hơn, càng hồn nhiên hơn, càng tự tại hơn. Như vậy mới là người tu. Còn người tu mà ta sống bất an, cái gì ta cũng sợ, sợ mất tình, sợ mất nghĩa, sợ mất lễ, sợ mất, không có sợ mất kỹ khô gì, có gì sợ mất hết. Cho nên tôi nói các huynh đệ nghe, các huynh đệ thương tôi chỗ này nè, có nhiều khi á, tôi cũng thấy các nhiều người họ cũng không thích gì tôi mấy. Họ nói cái ông thầy Thiện Tài, ông này ông giảng thì nghe được, nhưng mà ông chửi quá, rồi ông giảng ông nói những danh từ sao mà nó nghe nó đời, nó trần tục quá. Nhưng mà ngược lại có những vị họ nói thưa thầy, thầy quan hỷ, con xin với thầy một điều thôi. Điều gì? Thầy cứ giữ cái nét chân thật như vậy đi thầy. Vì thầy là người rắc chất miền Tây, người miền Nam mà rắc chất miền Tây. Thầy đừng có ngại ngùng gì hết đó. Trên đời này ai có duyên thì đến nghe với thầy, còn không có duyên thì thôi, thầy đừng ngại. Tôi nghĩ cũng hay. Chứ nhiều khi á, tôi thấy các vị comment quá, họ nói, họ phê bình, nhiều khi mình cũng muốn thôi bây giờ mình giảng, mình sửa lại, mình nhẹ nhàng lại, mình trao chuốt lại. Nhưng mà rồi ngược lại có nhiều vị nói vậy thì tôi chọn cái nào có lý. Thôi thì mình cứ sống chân thật đi. Mình phải có cái dở của mình nó lòi ra đi. Chứ còn bây giờ mà mình đóng tuồng đây coi chừng một thời gian nữa là mình tiêu ma hoại diệt luôn à. Cứ việc cho nó lòi hết rồi, hiển thị hết rồi đi. Lời nói nó khó nghe, lời nói nó khiếm nhẽ, lời nói nó thô thiển cũng sao hết đó. Người chấp đó thì họ thấy nó nặng nề, chứ còn người không chấp đó, họ không có thấy cái chữ đó là quan trọng gì hết. Giữ cho đúng cái chất Nam Bộ miền Tây. Vì vậy tôi thấy cũng hay. Cho nên nhiều khi có những buổi mà tôi nói chuyện với mấy ông đạo hữu thì kia đã tôi thích vậy đó. Nó hồn nhiên, nói tự tại, nghĩ sao nói vậy, nói như một con người bình thường trần tục. Nhưng mà mình không xa rời với cái đạo. Nói một hồi là tôi cũng kéo trở vào đạo, chứ không phải là lấy đạo để xa rời, để đi theo con đường trần tục. Cái vì để tất cả các bài tôi giảng đều nói một hồi nó cũng nằm vô cái lưới vô thường, cái lưới vô ngã và cái niết bàn. Lúc nào cũng nhắc nhở nhân quả thì nghe. Dầu nó hành nó tỏi nếm thêm mà tiêu ớt gừng gì không biết, nhưng mà một hồi cũng không rời ba cái chân lý vô thường, vô ngã, niết bàn. Và tóm gọn là không ngoài nhân quả. Cho nên những người tu giữa cuộc đời họ rất bình thường, họ không có thần thông, cũng không có gì đặc biệt,
nhưng chỉ cần đến đời sống họ giữa lòng đại chúng, họ trân quý, họ có tình nghĩa, họ có hài hòa hơn là sống lưu manh giả danh đạo đức, lưu manh giả danh trí thức. Sống mà cứ lấy giải thưa mà thể hiện cái lòng mình trong sạch. Những người tu mà sống vị tha thì biết người ấy là những vị thánh đang mặc hạnh. Tôi thì không tu bao nhiêu thì tôi thiểu thiệt à, tôi không tu bao nhiêu á, tôi không tu khỉ khô gì đó. Nhằm khi tôi cũng nói thiệt đại chúng là tôi cạo đầu cho nó mát, không cạo đầu nó ngứa thì không nổi. Thật sự ra tôi không có tu khỉ khô gì hết, cái này nói thiệt. Nhưng mà tôi dặn lòng xét lại mình là luôn sống vị tha hơn là sống vì mình. Dĩ nhiên con người nào mà chỉ nói dối là mình sống vì vị tha mà mình không có sống vì mình á, thì là mình nói láo với trời đất. Mình phải vì mình phải có sống mới mình mới yên ổn, mình mới vị tha chứ. Nhưng mà đừng vị mình hơn vị tha. Vị tha đã có vị mình ở trong đó. Chứ đừng có nói dối với lòng là tôi vì người chứ tôi không vì tôi. Ai ngon nói câu đó đi. Nói đó là lưu manh. Tôi dối, dối lòng, dối trời đất, dối lương tâm, lương tri. Bởi vì vị tha trong đó có vị kỷ rồi. Mình sống vị tha trong đó có vị kỷ, có vị mình ở trong đó. Mà mình sống vì mình mà không vị tha là con người không xài được, con người vô dụng, con người có mặt mà không phải con người. Đây là tôi nói chân thành với đại chúng như vậy. Phải có vì mình, nhưng mà đừng vì mình hơn vì người. Đó là người xuất gia đó nghe. Còn ngoài đời các vị cũng vậy. Các vị vị tha cũng đã có vì mình rồi. Ngoài đời thì cái điều này nó hơi khó khăn hơn, bởi vì các vị còn chồng, còn con, còn vợ, còn cháu, còn gia đình, còn đủ thứ, cho nên các vị cũng vì người, mà cái vì mình cái vì người có khi nó ngang ngang với nhau. Còn người xuất gia như chúng tôi, một mình, một thân, gọi là đơn thương, đơn độc, thì phải luôn sống vị tha hơn vị kỷ. Thì con người đó mới là con người, mới là bước đầu của sự đến với đạo tu tập. Cho nên trước khi mà nói đến thánh quả đó, thì đời sống tâm linh phải cao. Trước mắt là chúng ta phải đối xử với nhau sao nó có tình người. Nhiều khi mấy ông thầy tu mà không có tình người. Tình cái gì đó, tình loại cầm thú. Tình giả danh đạo đức, giả danh trí thức, chứ thật sự ra không có tình người, mở miệng là ngon lắm. Như con thầy ông ấy, trời ơi, đám ma, mấy thầy nghĩ cái tình mấy thầy tới chứ mấy thầy đâu có gì tiền. Biết nói là nói láo. Thầy chùa mà nói láo thì không sợ phục lưỡi à. Anh thử coi anh không có gì tiền có đi đám ma không? Nói cho giữ, nói cho tốt chứ. Anh không lấy cái này thì anh lấy cái khác. Anh không lương thì anh lẹo. Thế thì anh ta nói lương lẹo. Làm bộ, tới, người ta cúng, tôi đem lòng, tôi tới đây, tôi hồi hướng, tôi cầu nguyện, tôi chú nguyện. Vậy chứ thực sự, cúng tại đó lãnh chi? Để lấy cái nhiều hơn. Trời, cho nên không ai nói láo mà thầy chùa nghe. Thầy chùa dạy cho Phật tử đừng nói láo, mà thầy chùa nói láo còn tổ mẹ thầy chùa nữa. Thì cúng tại chỗ nó cũng không bao nhiêu. Bởi đó thôi, Phật tử muốn gì về chùa. Về chùa là Phật tử ơi, thầy định làm đó nè. Phật tử tiền bà cụ mất rồi, thôi để thầy làm đó. Thầy hồi hướng công đức cho bà cụ nghe. Đó vậy rộng lẽ Phật tử không móc tiền. Không móc tiền để tự nhiên nè, tự nhiên không nè, thầy đi làm cái gì, xây cái đó, thầy dựng cái đó, thầy làm đó, thầy hử cho mẹ mình, mà không vậy à, mà không vậy à. Trời ơi, tôi thấy thiệt, mà không vậy à. Nó vô cùng lão.
Còn tôi thì chân thật à. Tôi thì không rườm rà, không lễ nghi. Vì sao nói vậy? Làm cho gọn, tiện, lẹ. Vui vẻ, hạnh phúc, hoan hỷ. Không có dây mơ rễ má kéo dài ngày qua tháng lại để lừa bịp nhau một kiếp người. Giống như là hồi thầy tôi chết, hồi bà tôi chết cũng vậy. Tôi nói đó, bây giờ tôi không về được. Bây giờ làm vậy vậy cúng tại chỗ, khỏi đi tới từng chùa. Khỏi ân nghĩa với ai hết á. Cứ vậy làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Thầy nào, chú nào tới tụng thời kinh, tôi tính. Thời kinh vậy là nếu ngoài đời ta làm ngày 300, mà mình tụng thời kinh tiếng đồng hồ là tôi cho là 100. Mà ở cúng một ngày 2 thời kinh, tôi cúng 300. 5.000 Việt Nam á, chúng ta tính theo từ Việt Nam. Chứ không có chờ đợi chi để mang ơn, mang nghĩa, nó mệt. Nói vậy không phải mình làm gì hết ơn hết nghĩa, nhưng mà hai bên đều nhẹ nhàng. Sống đừng có lừa bịp nhau. Người ta đi tới, người ta viếng tang thầy mình, viếng tang bà mình. Người ta cũng có đồng tiền, người ta về người ta mua xà bông, mua bánh, mua trái, người ta ăn, người ta cũng vui vẻ. Mà mình có khả năng vậy, mình đáp tạ, mình cúng dường vậy là mình cũng lòng mình nó nhẹ nhõm. Trước cũng cúng, sau cũng cúng. Trước cũng nhận, sau cũng nhận. Mà biết nhau chi một kiếp người. Bởi vì cho nên các Phật tử đó càng đi sâu vào rồi tôi nói hết cho các vị, rồi các vị thấy. Các vị tự, các vị chiêm nghiệm, các vị thấy nó rõ mồn một vậy chứ không có gì mà có. Vì vậy mà tôi biết cái tánh tôi không giống ai, cho nên vì vậy mà tôi không có dám tham dự những cái cuộc đua bê thế sự. Cái cuộc mà thầy tu hí hởn, ho ré. Cho nên cuối tuần này tôi cũng không có đi đám ma nữa. Tôi vẫn giảng cho Phật tử nghe. Tôi đi là tôi mất mấy buổi giảng, tôi tiếc lắm. Thôi để ở nhà giảng cho Phật tử nghe. Nếu có tấm lòng thực tế, gửi một nén nhang, một cành hoa, cúng, viếng. Để có thay mặt tôi tới đó, ngồi nó mòn ghế người ta chứ làm gì. Để cho mấy thầy chùa khác nó ghét. Nó bài, nó biện. Gặp tôi thì tôi không cúng cầu. Để nó lại nó khai thị, nó điểm nhãn, nó mở lòng ngực gì đó. Còn mình thì mình không có biết cái vụ đó. Thậm chí Như Lai Thế Tôn không biết vụ đó. Thậm chí lịch đại tổ sư Chánh Tông không biết điều đó. Chỉ có mấy tà tông nó cong quẹo thôi. Chứ làm gì còn cái hồn mà khi chết rồi mà nó nằm ở cái chỗ đó, trong cái xác đó mà lại đó mà khai thị. Hồi sống đây mà nghe không nổi mà chết mà khai con khỉ khô chứ khai thị cái gì. Cho nên tôi nói các huynh đệ biết á, ông nào mà khai thị đó, giáp vô cái mồm đó, nó lót. Giờ tôi còn, các vị còn sống đương thời nè, tôi nói khô nước miếng vậy mà tôi còn khai thị các vị không nổi mà. Các vị nghe các vị còn, có khi các vị còn giận tới giận lui. Thầy nói thẳng quá thì nghe nó đau lòng, thẳng mực tàu đau lòng gỗ. Thầy nói ngon ngọt quá thì thầy không chân thật. Các vị còn ba hồi khen ba hồi chơi mà, khai không nổi thì đâu thị. Khai là chỉ bài, mà thị là chỉ bảo. Hiển bài chỉ bảo, hiển bài gì chỉ bảo gì mà còn nghe không nổi. Trong lúc mà các vị chưa có bệnh tật, chưa có già nua, chưa có tai điếc mắt mù mà quá đớn trớn gì mà nghe không nổi mà trời chết chết rồi cái xác nằm đó không mà lấy gì đâu khai thị. Vì mà cái đó thì chùa nó vẫn bày ra những cái danh từ giả đặc danh ngôn biết thiên hạ, lừa thiên hạ, nó cho là thiên hạ ngu si, lừa thiên hạ. Cho nên đó, căn bản hành trì của chúng ta là làm theo cái lời chánh đạo của Phật dạy, mà là phải giữ năm giới, 10 giới.
con đường tu pháp môn của đạo Phật là mở ra ngàn vạn lối, nhưng mà không không có có qua khỏi cái con đường gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là bao gồm hết mọi pháp môn, bất cứ pháp môn nào phải đi ngang cái tám nhành đó. Và cái điều mà muốn cho nó hoàn thiện chân thiện mỹ đó là phải giới định tuệ, phải giữ giới đi. Giữ giới rồi là không có sợ cái gì hết trơn á. Mình trong sạch rồi mình không có sợ gì hết trơn á. Mình trong sạch rồi, lỡ mình có chết đi nữa thì mình cũng thành tựu nhân thân, tiếp tục mình tu, không cần đi về cõi nào hết á. Vì cõi người này để tu nào là sung sướng nhất, là may mắn nhất nè. Đừng cầu giảng sanh, đừng cầu cái gì hết trơn á. Còn là bếp thiên hạ không á. Còn người này mà mình làm chưa có tròn hay nè, mình chưa có chân, có thiện, có mỹ, mình chưa có giới, có định, có tuệ nè, rồi họ đi đâu? Chó ghẻ xà mâu mà không trị liệu, không khước sức thuốc, không có rửa rác cho sạch sẽ, thì đem tới tầng 10 nó cũng chó ghẻ xà mâu. Còn chó ghẻ xà mâu mà để dưới tầng đất này, rửa rác sạch sẽ, lấy thuốc xoa sức nó, lấy dầu hắc chết nó, ví dụ như nghèo quá không có tiền mua thuốc thì lấy dầu hắc tạt vô nên nó, rửa cho sạch nó, dầu hắc tạt vô cho nó hết ghẻ lắc xà mâu. Đó là điều sự thật. Ai muốn ai mà nghĩ hơn cái điều đó thì cứ việc nói, chứ tôi thì tôi nói chân thành đó. Nhưng tôi xin lỗi các vị, là cho tôi nhắc một lần nữa là vì có nhiều vị họ nói là thôi biết rằng thầy giảng có những danh từ nó tục tằn, nó khó nghe thẳng, nhưng mà thầy ráng giữ cái chất của người miền Tây Nam Bộ. Tôi sống thật. Cho nên các vị nhớ rằng cái người tu mới tu á, thì cái người đó nó có những cái điều nó phải giữ gìn từng lời ăn tiếng nói, để nó làm cho mình nó thuần thục tâm thức. Còn như tôi thì thiệt sự giờ trâu già đâu ngán giao khoai, dầu tuổi đời tôi nó trẻ thiệt, tôi mới thật sự các vị biết không, mới từ hôm Tết tới giờ tôi không có điện thăm ông già tôi. Tôi mới điện thăm ông già tôi ngày hôm qua nè. Tại vì tôi điện thăm ông thân tôi là vì có lý do hằng dày, là nghe nói bà mẫu tôi tội nghiệp cũng lớn tuổi rồi, đi mổ cái đĩa điện gì đó, rồi bây giờ tôi hết cái ngày rồi phải lấy cái sắt đó ra thay. Mình bổn phận làm con rồi mình không nhớ được thôi, nhớ được cũng thương. Nói chứ đã mình dạy cho Phật tử mình là ân thâm nghĩa trọng mà. Thăm chút và tôi mới thứ hai nữa là vì có mấy căn nhà mà hôm rồi mấy em nó đi làm từ thiện nó quay thấy quá trời khổ đó, tôi muốn sửa lại mấy miếng vách cho họ. Cái mình ở vậy nè, che kính nhưng mà thấy người ta ở nó gió sương nó tạt, mưa nó tạt, ta chịu thì tôi thấy vậy thôi. Cái đó là khả năng của mình có thể kêu gọi Phật tử làm được. Cho nên tôi mới điện để mà tôi thống nhất cái ngày để mà làm mấy căn nhà đó cho nó hoàn thành trước cái ngày đản sanh của Đức Giáo Chủ, Đức Thế Tôn mình. Thật sự tôi cũng nói thật với các vị là thầy trò dành dụm hôm nay cũng được số tiền quỹ. Nếu mà tiền quỹ đó xuất ra cũng làm được một vài căn nhà nhỏ vậy. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng nói thiệt là trên đời này lúc nào cũng là phòng tích cóc phòng cơ. Thì cũng có nhiều vị nói chừng nào làm mà thầy cứ cho con tụi con hai. Nhưng mà tôi nói làm từ thiện nó nguy hiểm lắm. Nó là con dao hai lưỡi, không khéo là lãi. Cho nên tôi không có muốn làm năm làm trơn, lần hay lần vậy thôi. Chứ sáng nay có mấy em nó tội nghiệp, nó thấy chợt người địa phương nó khổ quá, nó muốn xin cái xe lăn. Nó xin cái xe lăn rồi tôi mới hỏi xe lăn bao nhiêu tiền cho cái người đó cùng khổ quá. Thì nó nói xe lăn khoảng 5 triệu gì đó. Tôi nghe vậy rồi tôi thấy thương. Sáng nay nó xin xe lăn nè. Rồi tôi mới hỏi chứ cái xe lăn nó bao nhiêu. Rồi tôi xóa cái tin đó rồi. Tôi biểu nó ngày mai phải đi quay phim trở lại kỹ hoàn cảnh. Bị cái anh bị thương tật, anh ngồi mà anh cần cái chiếc xe lăn. Thật sự tôi qua Mỹ lâu rồi, tôi giờ có khi tôi cũng không nhớ tiền Việt Nam nữa.
Bi nghe triệu 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 sao ngán quá. Mình bên đây xài cái giấy tiền lớn nhất là 100 đô la. Buổi chiều mà 4-5 giờ mà cầm 100 đô la mà đi vô mấy cái tiệm nhỏ mà mua, họ đâu có tiền họ thối. Xài bằng thẻ không à. Mà đừng có chiều ai mà dạy 4-5 giờ chiều mà cầm 100 đô la đi mua đồ mà mua 1 đồng 2 đồng là khó mua lắm nha. Còn nghe nói Việt Nam xài tiền triệu triệu tỷ, giống như bây giờ mà cái vụ mà ông vợ chồng ông Đại Nam Dũng Lò Vôi với ông Võ Lò Yên mà khi mà khui ra bill với nhau á, cái bằng nói triệt hạ nhau rồi nói là tiền mấy trăm tỷ, rồi tôi nghe tôi mồ hôi tôi rớt lộp độp nghe mấy trăm tỷ mấy trăm tỷ. Sẵn đây tôi cũng nói một lời cảm ơn nữa, không biết Phật tử nào ở Việt Nam đó mà gửi vô cái tài khoản của Đạo Hữu Thiện Thông cái trang YouTube á, chứ là thật sự tôi nói thẳng là tôi không có trang YouTube nào của tôi hết á, mà gửi vô tài khoản cúng dường 50 ngàn, 50 ngàn Việt Nam á, mà có ghi một lời nhắn là nhờ chuyển cúng dường cho thầy tài 50 ngàn. Tôi mới nói Thiện Thông, tôi phải nói lên một tiếng cảm ơn. Ông nói như vậy là thầy hoan hỷ, để thầy phải nói một tiếng 50 ngàn đó, biết đâu 50 ngàn đó là gia tài của một người nghèo. Nghe giàu có như vợ chồng ông Dũng Dũng Lò Vôi ở Đại Nam tăng tiền mấy trăm tỷ, tới nông mức độ mà bà nói là ngàn tỷ đó, chứ bà coi không 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 ra gì, chứ đừng nói chỉ 200-300 tỷ, nhưng bà ghét cái giả dối gì đó nghe nói vậy. Trong khi giữa giữa với 50 ngàn này, nhưng mà coi chừng nè, 50 ngàn này là gia tài của một người nghèo. Nhiều người nghèo họ họ đi tìm, họ đi bán từng tờ vé số, họ chỉ cần ngày 50 ngàn thôi để họ ăn cơm 2 bữa cơm, là coi chừng có khi cũng là cả ngày đổ mồ hôi à. Cho nên dầu cũng ít cũng nhiều tôi vẫn cảm ơn hết, trân trọng hết. Dầu là cái tiền đó không thể chuyển 50 ngàn qua tôi được, nhưng mà tôi để cái tiền đó, tôi để đó và tôi sẽ bảo các em đó đi làm một cái điều gì đó phước thiện để hồi hướng cái phước lành cho cái người cúng dường giấu tên nó cũng 50 ngàn đó. Tôi trân trọng chứ không hề chê bai, không hề khởi một cái tâm ít nhiều gì hết. Đầu tiên nghe nói cúng dường 50 ngàn là dĩ nhiên lôi cảnh giác một cái là tôi khởi tâm thì tôi trời có 50 ngàn, nhưng mà không, sực tỉnh lại liền coi chừng Bồ Tát thử mình đấy, Bồ Tát thử mình đấy. Tôi nhớ không bao giờ, người tu hành đừng bao giờ quên được cái cảnh mà cái bà già mà đi ăn ăn mày mà cúng 2 cắt dầu đốt đèn cúng Phật nha, vậy mà thần thông như một kiền liên thổi không tắt nha, mà trong khi một trận gió thổi ngang đó là đèn của Thái tử A Xà Thế, đèn của các vị Dương Tôn Công Tử tắt hết, mà đèn của bà lão ăn mày kia cúng dường gom gom đi ăn mày mà cúng dường 2 cắt mua dầu cúng Phật, mà cái đèn đó thần thông như một kiền liên thổi không tắt. Tôi nói chứ cái này là tôi cẩn thận lắm các vị, tôi ngang tàng thậm chí nghe hóng hách gì, chứ thật sự là tôi cẩn trọng cái vụ tiền bạc lắm, không bao giờ khởi tâm mà phân biệt chơi ít chơi nhiều. Tuy nhiên thì cái người giàu mà cúng ít quá thì mình tôi khởi tâm à. Còn cái người mà có nghĩa là người bình thường á, người mà tôi chưa từng biết tôi khởi tâm. Chứ thật sự bây giờ mà nếu như mà một cái đại gia mà chơi xài tiền ngàn tỷ mà không có cà ram nào mà cúng dường tôi 50 ngàn là tôi khởi tâm à, tôi cho là khi dễ tôi à. Nó đi qua nó lại đàng hoàng vậy đó. Thì vậy mà tu á là mình phải mở cái lòng mình cho nó rộng ra, đừng có bó hẹp lại, thâm sâu hơn là mình phải nắm chắc một pháp môn, mình lựa chọn một phương pháp nào đó để mình hành trì một cách tinh tấn. Chữ tinh có nghĩa là rộng, không xen tạp một thứ gì. Chữ tấn nghĩa là khả năng phát triển một cách bền bỉ không lui sụp. Ở đây có nghĩa là mình thực tập chuyên rồng một thứ bền bỉ miệt mài
không vội vàng, không hấp tấp, đi chậm nhưng vững chắc, đi mãi hoài không biết mệt, không bao giờ dừng lại, có nghĩa là tinh tấn. Con đường tu không bắt buộc ta vội vàng. Như tôi nói thật với tôi là tôi không bao giờ tôi nghĩ tôi thành Phật hết. Mà làm sao trong đầu tôi luôn luôn, trong đầu tôi luôn luôn có chân, có thiện, có mỹ, có giới, có định, có tuệ, có vị tha, có bình đẳng. Dù là mình không trọn vẹn nhưng mà mình thường nhắc nhở mình vậy đó. Mình bớt kiêu căng, bớt ngạo mạn và đừng quan đường, đừng diễn dông, đừng dẫn Phật tử đi vào con đường tối tăm nguy hiểm. Đó là như vậy, là tôi cứ từng bước đi hoài, đi không mệt mà không dừng. Nên đường tôi ta không vội vàng, ta không hấp tấp. Tôi và các vị đã từng trải qua vô lượng kiếp tử sinh rồi, chứ đâu phải một đời, một kiếp này đâu mà lo lắng vội vàng hấp tấp. Đừng có vội cầu thành Phật liền, mà phải làm sao cứ mỗi đời vậy mình trưởng dưỡng phước lành, mình làm cho cái công đức lành nó nảy nở, làm cho hạt giống trí tuệ nó đơm qua kết trái thành tựu. Cho nên vì vậy mà người tu ở nhà Phật á, người tu mà tu càng giỏi á, thì người đó càng gần với sự tự nhiên. Thực tập nó nhẹ nhàng, nó tinh tế, nó không hiển lộ ra bên ngoài để ta đây là tu giỏi. Trời ơi, nhiều người á, tay thì chuỗi đeo, cổ chuỗi đeo, mà cởi cái áo tràng ra là coi như là sôi bọt mòn một mép. Tụng kinh nó chuỗi đó, thì chạy đều đều vậy, chứ con mắt nó liếc dọc liếc ngang, chờ xong thời kinh là tao tính á. Tu vậy đó có ham tu không? Tu phải hiền chứ. Vô chùa mà gặp mấy bà Phật tử đi chùa mà mặt nào mặt nấy chim bỉm, miệng thì nó sách ngược, mắt thì nó trần trắng trồng, ai dám tu? Tôi phải quan thai, phải quan hỷ, phải nhẹ nhàng, phải thương người, thấy người ta mình chào đón tiếp vui vẻ. Nói mà việc một, việc hai làm như mình là cái gì trong chùa đó, ai dám tu? Nói nạt đùa, nạt dờ dội đó, ai dám tu? Đó là cái kẻ phá pháp. Những kẻ mà đội lớp Phật tử, ma vương, ma quân, binh ma, thiên ma, tử ma, ác ma, dựa nương cái tam bảo để mà làm cho người ta thối chuyển bồ đề. Nên là vậy mà chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta đừng để mắc vào cái bệnh chạy nước rút. Trong cái cuộc đua đường dài đó, người về trước nhất á, thì coi chừng thường là cái người chạy chậm, người thông thả những bước đầu. Cái gì nhớ rùa nhớ thỏ, mà cái tích mà ông bà mình nhắc nhở cho con cháu mình, cái tích rùa nhớ thỏ đó. Thỏ nó ý lại là rùa, ô thứ mày là rùa mà chạy bao giờ tới đích. Cho nên vì vậy mà hai trạng thái, một là xả lỏng muôn xuôi, hai là nôn nóng vội vàng, chúng ta không chọn trạng thái nào hết. Tu không xả lỏng, không buông xuôi, mà cũng không nôn nóng, không vội vàng, mà phải nắm chắc, mà thực tập một cách điều đặn. Nhất là chúng ta hành thiện. Thứ hai là chúng ta nhớ lời Phật dạy. Thứ ba là ta chọn một cái pháp môn nào đó để ta có an lạc và ta hành trì. Chứ mấy tu đi chùa chiều nào cũng tới giờ đó sách vở đi chùa vô đó tụng kinh cho giỏi là tu không có. Đi chùa xong về rủa chồng, rủa con, rủa cháu. Đi chùa về thiếu trách nhiệm. Chiều con cái nó đi học về không có cơm ăn, chồng đi làm về mệt không có cơm ăn, mà nó thừa tại tôi đi chùa, rồi chồng con nó khó chịu rồi nói là quỷ nó ám, không có. Làm xong trách nhiệm đi, làm xong trách nhiệm rồi vô chùa tụng kinh, còn con câu thôi cũng Phật cũng chứng nữa. Chú cần vô cho sớm để gần ông thầy, để gặp chào ông thầy, nịnh ông thầy, chồng con, vợ
gia đình thiếu trách nhiệm. Đi chùa thì lăng xăng thôi, làm đủ thứ hết, lo cho thầy. Đó là những cái loại ngu si, những cái loại ham hố, những cái loại không phải là loại tình người. Tình người là phải có trách nhiệm với chồng, với con, với gia đình, với người thân, với cha mẹ, xong rồi mới tới thầy tổ, chùa chiền. Tôi biết là tôi nói điều này là tôi đụng chạm nhiều lắm, nhưng phải nói thôi, nói để hy vọng cứu được người nào, giúp được người nào, kéo được người nào quay đầu cảnh tỉnh là mình mừng cho người đó. Tôi thì tâm tôi không có ác, nhưng mà bên ngoài tôi là hiển phàm phu vậy đó. Tại tôi học theo cái câu là ngoại hiện phàm phu chi tướng mà nội biếu Bồ Tát chi tâm. Tâm mình miễn được có ác, được có ghét người, được có hại người. Còn bên ngoài thôi kệ đó, mình thô thiển thì mình cứ thấy mình thô thiển, cho nên ngoại hiện phàm phu chi tướng. Bên ngoài thì mình hiện cái tướng phàm phu, nhưng mà nội biếu Bồ Tát chi tâm. Làm sao bên trong mình đó, nó ẩn chứa cái tâm Bồ Tát ở trong đó. Nỗ lực mình nó phải sống với đạo, sống với sự yêu thương, với tâm Bồ Tát mênh mông. Nhưng mà mình phải giấu, không phải nói vậy là tôi khen tôi là Bồ Tát nha, nhưng mà ý tôi mượn lời, mượn kim ngôn ngọc ngữ để tôi nói vậy. Chúng ta mà có hình tướng tu, có sự thực tập, còn biểu hiện ở bên ngoài là chưa phải là người tu giỏi, chưa phải là Bồ Tát thập địa, chưa phải là Bồ Tát đăng địa, mà chỉ là hạnh Bồ Tát mới là Bồ Tát tập sự mà thôi. Cho nên thói thường á, đời người điều gì mà không chân thật á, thì đòi hỏi người ta vận dụng công phu rất nhiều mới làm được cái sự dối trá. Cái gì hiểu ý tôi nói đó không? Thói thường ở đời á, cái điều gì mà không chân thật á, là đòi hỏi người ta phải vận dụng rất nhiều cái tinh vi để người ta mới làm được cái sự dối trá. Trái lại điều gì mà chân thật á, là không cần dụng công tu gì cả, nhưng là biểu lộ một cách tự nhiên, trôi chảy. Ví dụ như các vị mà muốn lừa dối ai đó, các vị phải tô vẽ vài nét đẹp về quá khứ để chứng minh mình cho người ấy thấy, người ta cho ta tin mình. Và để làm được điều gì phải là người thông minh, nhớ dai mới có thể nói dối được. Nếu không giỏi thì sớm muộn gì những điều dối trá sẽ bại lộ, và những gì điều người ta nói vô tình rơi vào ký ức người nghe, lần sau ta lặp lại thì họ không tin nữa. Vì vậy tâm thức chúng ta nếu không đủ nhớ dối thì chớ làm gì, nói gì trái với sự thật. Hãy thật thà, không có gì dễ thương bằng sự thật thà. Chân thật không làm tổn thương diện mục của ta, không làm cho mọi người chán ghét, ngao ngán, mà nó mang đến cái đẹp, mang đến sự kính trọng của mọi người. Vì vậy căn bản đầu tiên trong cuộc sống là chúng ta phải có cái đức thành thật. Đó là nền tảng và là yếu tố của mọi thành công, ngay trong gia đình, trong bạn bè, trong xã hội. Bước qua cái đời sống đạo, điều quý nhất của người tu là làm thế nào á, chúng ta tu để chúng ta trở về cái tâm ban sơ ban đầu, trở lại cái tâm thuần phát của trẻ thơ, của hồn hậu đơn giản. Đôi lúc á, nếu mà chúng ta ở đạo mà càng lâu, chúng ta thấy bản ngã tự ái danh dị dây quanh á, thì coi như chúng ta biết rằng đó là chúng ta bị lấp, bị dày bởi những vết sơn, những màu sắc không thật. Chúng ta càng mặc nhiều lớp áo qua để chúng ta che lấp bộ mặt thật của mình. Nếu có chút kinh nghiệm thì quý vị sẽ thấy những điều tôi trình bày đó là sự thật. Như có lần tôi thấy cái ông thầy mà ông đi mở cửa mã với Đồng Tháp á, mà vậy chứ ông đó, ông để tóc, ông vậy chứ mà ông là chân thật á.
Ông nghĩ sao ông nói vậy? Dầu ổng là cái hiện tướng cư sĩ mà mặc áo dạo đi, mà cơ mã mấy em nó youtuber đó, cái kênh nó quay ổng mắc cười á, ông làm mắc cười, ông làm không giống ai vậy đó. Ông lấy gạo lấy muối ông rải ông làm, ông biểu là xá con gà ba xá đi, cho con gà uống rượu chăm gì đó. Nhưng mà có vậy chứ mà là chân thật á nha, vậy chứ ông nó có hiếu với mẹ lắm á, đi cúng vậy có trái cây rồi đem vào chùa đó. Vậy chứ mà mình nói thà vậy đi, họ đi cúng ai cho ông 500, 300 ngàn gì đó, ông về ông ăn ông xài ông nói thiệt vậy à, không không cần nói giá, không cần quan niệm. Nó giống như là đó, cũng như tôi nhớ có những thầy quê họ tội nghiệp lắm, họ cũng mang cái hình tướng vậy đó, mà họ đi cúng họ nói à bây giờ ngoài đời làm ngày 300, tôi lấy 250 tại tôi làm tôi ăn ở đây. Thà họ chấp nhận nghe ăn vậy, không không cần đòi hỏi hơn, cũng không cần ai tôn trọng. Tới giờ họ kêu giờ tập hợp lại họ tụng kinh, tụng 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 một thời kinh vậy, họ nói nhiêu tiền vậy thôi. Thà vậy đó mà nó còn đạo đức, đừng có khi dễ mấy người đó. Coi chừng họ hiện phàm phu tướng ở trên nội bí Bồ Tát bên trong. Cái người mà tâm chánh á, làm việc tà nó vẫn là chánh mà. Thí dụ bây giờ tôi không có cái tâm ích kỷ, không có tâm vị kỷ cho mình, không có tâm để mà lợi dưỡng cho riêng mình, thì bây giờ các vị tới tôi nói thầy ơi bây giờ con nhờ thầy cầu nguyện giùm con, không lẽ tôi nói không 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 à, được cho ta an tâm đi, trước mắt là cho ta an tâm đi, nhưng mà rồi hướng dẫn người ta cho người ta làm lành, ta tu tập. Bởi vậy đạo Phật cái mình biết cái đúng cái con đường đạo rồi nó hay lắm. Thôi tới đây nghĩ là vừa rồi, cho nên kết thúc cái bài này đó thì nhớ là đừng cái vị sa môn ta hỏi Phật điều gì là thiện, điều gì là lớn, tới cái bài sau đó hỏi điều gì là mạnh nè, bài 15 là tuần sau chúng ta học. Như vậy thực hành chánh đạo giữ sự chân thật là thiện, học chí hợp với đạo là lớn, rồi cái bài tới đó là nhẫn nhục là sức mạnh, đoạn tâm ô nhiễm là ánh sáng, không có nhược quyền nào sánh bằng. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.